Những thứ hay ho mà mình chỉ thấy ở Olympian Hàn Quốc mới bán, còn Việt Nam thì không. Số 1 chắc chắn phải là cái bóp móng tay giả này mọi người ạ. Thực ra là móng tay dán ở Việt Nam mình cũng thấy có, nhưng mà cái chất liệu dán ấy nó sẽ không được giống như Hàn Quốc. Cái này ấy, nó dán lên như thật luôn mọi người, và các mẫu ấy không chỉ là có mẫu vẽ không đâu mà có cả đính đá, gắn tram các kiểu luôn. Mình nghĩ là do bên Hàn Quốc cái dịch vụ làm nail nó đắt ấy, nên phải có mấy cái bóp như thế này để mọi người gắn lên cho tiện. Mỗi cái này là đủ 10 ngón này đấy. Đủ. Nhưng mà phải là mình biết là vừa tay mình hay là cái nào nó cũng vừa. Không không, cái này thì size nhiều lắm. Bên trộn. Nên là em trộn. À. Và trắng luôn. Nên là em không còn luôn. À, tức là mình cứ mua thôi ạ? Ừ. Trời ơi. Đấy, chị Sao Sony người Hàn còn nói với mình là bên trong này có rất nhiều size cho mọi người chọn. Thế nên là chỉ cần mua thôi, không cần nghĩ là xem có vừa tay hay không. Ngoài ra trong này có cả giấy hướng dẫn này, giũa móng tay này. Và cách dùng thì đơn giản lắm mọi người ơi. Mọi người chỉ cần bóc một cái giấy, đấy, bóc cái đấy ra thì mình gắn lên tay là xong. Và cái chất móng này nó rất là cứng cáp và gắn lên tay mình nó rất là thoải mái luôn. Đây mình có từng gắn một bộ hoàn chỉnh ở Hàn Quốc thôi mọi người. Đấy, trông chất chơi chưa? Như đi làm móng thật ấy. Tuy nhiên thì mình thấy là nếu mọi người không đụng nước nhiều ấy thì có lẽ là móng này nó sẽ giữ được bền hơn. Còn nếu mà đụng nước nhiều thì mình nghĩ sẽ không thể bền được như đi làm nail gắn lên thật đâu. Bộ này tầm gần 2 lít. Nói chung là ai mà quá bận rộn thích thay đổi không có thời gian đi làm nail thì bộ này quá là chân ái luôn. Đỉnh đấy.